Mến chào cả nhà yêu ơi. Đây, bây giờ mình đã bắt gặp rồi. Cô chó mình trốn nhà đi thăm cô ngựa, thăm bạn thân nha. Mình đi tìm thì đây, cô chạy tới đây để mà gặp hai chú ngựa. Hai người đang nói chuyện tâm sự thì mình tới. Một người thì bẽn lẽn, một người thì nhìn qua, cái nhìn thấy nè. Nè, cái nhìn thấy dễ thương không? Một người thì cao to vạm vỡ, một người thì nhỏ bé tí tẹo, nhưng mà là bạn thân nha. Đúng rồi, khi đã là bạn thì không có là phân biệt to nhỏ lớn bé gì hết cả nhà. Không phân biệt cô là ngựa hay là chó, nguyện là hiểu nhau là bạn là được rồi, phải không cả nhà? Mình thấy cái chuyện này hơi lạ, cho nên mình muốn review cho cả nhà xem. Mình đi làm về, vừa mở cửa ra thì mình để cửa cho thoáng một chút thì cô ta phóng ra. Mình không có hiểu là cô ta đi đâu, đi tìm trước, tìm sau, tìm hoài không thấy thì cũng hơi nghi rồi. Đi chạy ra cái nông trại đằng sau mình thì thấy đây, bắt gặp quả tang hai người đang tâm sự cái gì là mình không biết đó. Coi cô ngựa nghe mình nói chuyện ngóng ngóng nè, mình chiếu ngay cặp mắt cô ta nè, đó đang suy nghĩ mình đang nói gì, nó đúng không, phải không? Đó, rủ rê là cô chó Mai mình ra đây nè. Đó, bây giờ đó, hai người đó là bạn nhau rồi nè, thân lắm. Hiển mà mấy ngày mà không gặp là cô ngựa, là cô chó Mai mình nhớ là phải đi tìm. Mà không hiểu là cái loài ngựa với cái loài chó, hai cái loài này có nói chuyện nó có hiểu gì không mình không biết. Nhưng chỉ có thể là bằng cảm xúc thôi cả nhà. Đó, nhà thấy không? Chuyện lạ có thật nha. Có ai mà tin được không? Cô chó mình đi tìm cô ngựa mình để nói chuyện, bỏ nhà mà đi luôn, hết sức không? Hai cô này cũng đồng giới tính thôi, chứ không phải là người yêu nha cái. Hello cả nhà ơi, cả nhà thấy chuyện gì không? Thì như nãy mình đã nói rồi, thì hai cái cô này là một người thì giống ngựa, một người thì giống chó, nhưng mà là bạn thân nha. Hiển mà cô chó mình đi tới đây là phải ngừng lại để thăm cô ngựa này nè. Cô đang ăn cỏ, thằng cô chó mình đang đợi để nói chuyện. Hồi nãy trốn nhà đi để gặp bạn đã nói hết rồi hay sao đó, giờ không còn gì để nói nữa. Thì mình thấy những cái gì chuyện vui, chuyện lạ, những cái con thú cưng đó, nó cũng có những cái ngôn ngữ riêng của nó cả nhà ơi. Cho nên cả nhà thấy không, cô chó mình rất là dễ thương. Rồi bây giờ mình phải chuẩn bị mình đi về để cho cô ngựa này tiếp tục ăn cỏ. Cô ngựa của mình thích ăn cỏ này lắm. Tại vì cái mùa đông thì nó không cỏ nhiều, nhưng mà cỏ ở đây nó nghe nói là rất là ngọt, rất là ngon. Thành thử cô ta muốn ăn cho no để tối vô ngủ cả nhà. Bên đây cũng đã trời sập tối rồi, cả nhà thấy không? Tối mùa đông. Sắp chuyển mưa nữa nè, đen thui nè cả nhà. Rất là buồn, càng nhớ Việt Nam cả nhà ơi. Đấy, cô chó mình cũng đang ngồi đợi để mình dẫn mình về. Dẫn mình về nè cả nhà. Đó, dẫn mình về đó. Cả nhà ơi, mình đi hồi nãy giờ cũng hơi xa rồi, đi tập thể dục và đã cũng dừng lại để video cho mọi người xem. Và chúc cả nhà, tất cả người Việt Nam trong nước cũng như ở hải ngoại, Bắc Trung Nam, luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lạc. Và đừng quên cho mình một cái đăng ký kênh, thumb up, like, share, subscribe để mình có nhiều động lực làm tiếp cho cả nhà xem. Và hẹn gặp lại nha. Mình phải chuẩn bị về để làm món canh khổ qua hầm ăn tối. Lâu quá cũng thèm khổ qua hầm cả nhà ơi. Hy vọng là bữa nay mình làm được một món canh ăn vào mùa đông ấm áp và hạnh phúc nữa. Chúc cả nhà hạnh phúc nha. Bye bye. Hello cả nhà ơi. Hai người bạn thân ngựa và chó quấn quýt bên nhau nè cả nhà. Người thì ăn cỏ, còn người thì đang dòm ngựa ăn cỏ. Dễ thương lắm. Hai cái
con thú cưng của mình lúc nào cũng dễ thương. Đó là niềm vui của mình đó cả nhà. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc và hạnh phúc và gì đó, nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại. Hello Mai, let's go, let's go. Chạy, chạy, chạy. Mai ơi, chạy, 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 chạy. Hello, chạy, chạy nè. Chạy, chạy Mai ơi. Hello Mai. Hello, hello. Hello, Mai. Hello. Ok, đi đâu vậy? Hello cả nhà ơi, mỗi ngày như mỗi ngày thì mỗi lần mà thấy mình đi làm về là cô ta đứng ngóng dài cổ ra để đợi cà rốt chứ đâu phải đợi mình đâu. Cả nhà thấy không? Chưa đưa cà rốt thì cô ta ngoảnh mặt làm ngơ. Bây giờ muốn ăn cà rốt không? Đây. Đó, cô cái đây nè. Cả nhà mình thấy mình cho vụ lại đây nè cả nhà. Thấy không? Cà rốt là mới vụ được. Thích ăn cà rốt lắm. Đó, nhai rột rột, nhai thấy thèm luôn á. Răng chắc bén dữ lắm phải không con? Ừ, cái mặt nó ghẹo nó ghẹo đó. Giật lại. Giật lại nè, giật lại nè. Ok. Ok, bye bye. Dễ thương quá. Bye bye con nha, đi vô nha, chuồng ngủ đi để lạnh đó. Thôi lạnh như lắm, đang mùa dưới đây là 4 độ C á cả nhà, rất là lạnh. Tạm biệt nha, tạm biệt con yêu.